bi hỷ xả, đối trị tâm độc. Tâm độc con người là do ba nghiệp thân, khẩu, ý tạo thành. Đó là vì người ta không có tâm từ bi hỷ xả, cho nên con người bị đọa lạc đời này sang đời khác và tạo nghiệp ác ngày càng nhiều thêm. Các nghiệp đó tích tập lại từ ít thành nhiều. Vì thế, độc tố trên thân thể người ta mỗi ngày một thêm sâu đậm. Loại độc này không có thuốc chữa trị, rồi lâu dần sẽ biến thành rắn, rết, bò cạp. Những loài động vật này miệng có độc, đuôi có độc, chân có độc, thân cũng có độc. Tóm lại, có các loại độc hại như vậy. Hãy nhẹ thì làm người hôn mê, còn nặng sẽ khiến cho người ta mất mạng, quả thật đáng sợ vô cùng. Con người nên có lòng từ bi. Đối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác. Chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người. Người học Phật không được bác bỏ nhân quả, mà phải hết sức chú ý đối với chuyện nhân quả báo ứng. Giả như có người công kích quý vị một cách vô lý, hoặc họ dùng lời lẽ phỉ báng, hoặc dùng hành động hãm hại quý vị, quý vị nên xử lý với họ bằng thái độ điềm tĩnh, không chống đối. Quý vị nên dùng tâm từ bi mà cảm hóa người, gọi là lấy đức báo quán, khiến họ hồi tâm chuyển ý, biết ăn năn sám hối. Chúng ta nên học theo tinh thần của Bồ Tát Di Lặc, tức là nhẫn, nhẫn, nhẫn. Như vậy thì đau thương tự nhiên sẽ biến thành gấm dốc, mưa sẽ tạnh, trời lại trong, sóng cũng yên, gió cũng lặng. Bằng không, nếu mình không có đủ định lực, không có tánh điềm đạm, chuyện nhỏ thì chửi bới, chuyện lớn thì đánh nhau, kết quả là hai bên đều bị tổn thương. Để rồi cũng như con trai, con cò tranh nhau, rốt cuộc ông câu được lợi, và bọn chúng lại trở thành sản phẩm hy sinh. Lúc xưa, có vị Phật sống của chùa Kim Sơn vì có định lực nên chẳng sợ bất cứ loài độc hại nào. Bởi Ngài dùng lòng đại bi cảm hóa tất cả những loài động vật có độc, cho nên chúng trở thành bạn thân và tuyệt đối không phá hại Ngài. Trong phẩm Phổ Môn có nói, phàm hãy ai niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể cảm hóa, khiến loài vật có độc cải ác hướng thiện và sẽ không nhiễu hại con người. Khi nghiên cứu Phật Pháp, chúng ta nên thông suốt các ý nghĩa và hiểu rõ lý lẽ bên trong. Có vậy mới được xem là người chân chánh học tập Phật Pháp. Nhiều người có tư tưởng ham thích những chuyện cao xa, những cái kỳ lạ, diệu quyền. Họ chuyên dụng công vào mấy thứ cảnh giới như thế, đó là có tư tưởng sai lầm. Chúng ta nên ở tại nơi từ bi hỷ xả mà dụng công phu. Vậy dụng công phu như thế nào? Trước hết là chúng ta nên dụng công ở chỗ không tranh, không cầu, không tham, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ. Đạo lý này tuy nông cạn, nhưng trước tiên chúng ta phải nắm chắc chỗ nông cạn đó, vì từ gần sẽ đến xa và từ cạn mới đến sâu. Chúng ta không nên bàn tán đến những chuyện quyền diệu sâu xa hay lý luận tràn gian đại hải, để rồi không ai hiểu nổi, vậy chẳng ích lợi chút nào. Cho nên nói, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Tâm có thể tạo thiên đường, tâm có thể tạo địa ngục. Mười pháp giới không ra ngoài một tâm niệm. Do đây, chúng ta có thể biết rằng, tâm niệm nhất động, nghiệp ảnh tùy chi, tức là tâm niệm vừa khởi, bóng nghiệp liền theo. Người xưa có nói, ba chấm như chùm sao, lưỡi công như trăng khuyết, mang long từ đây ra, thành Phật cũng từ đây. Đó là diễn tả về cách cấu tạo của chữ tâm. Do vậy, chúng ta có thể hiểu rõ được tâm tánh của mình. Nếu đã hiểu rõ được tâm mình rồi, thì giận hờn gì cũng không còn nữa. Tất cả những tranh giành, tham lam, tìm cầu, nhất nhất sẽ không có nữa. Lúc bấy giờ, chúng ta mới tự tại thật sự, mới giải thoát thật sự, mới hiểu rõ thật sự về ý nghĩa làm người. Con người vốn sẵn có Phật tánh, mỗi mỗi chúng ta đều có đầy đủ hết. Tuy nhiên, chúng ta lại dứt đi Phật tánh của mình
bỏ cái gần để tìm cái xa và bám níu vào cái bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm những thứ rác rưởi rồi cho là vật quý giá và xem như bảo bối. Đó thật là vừa tức cười, là vừa đáng thương hại thay. Tôi hy vọng mọi người đều biết nhận thức ra điều này mà hạ thủ công phu, giữ lòng trong sạch, bớt ham muốn và đừng cạnh tranh với đời. Có người nói, tất cả những gì trên thế giới, từ sơn hà đại địa, phòng xá nhà cửa, cho đến cây gai cỏ độc và đất, cây, cát, đá, đều là do tâm tạo thành. Nếu đã biết tất cả đều do tâm tạo, vậy tại sao chúng ta không quét sạch hết rác rến trong tâm để trang nghiêm cho thế giới ở vị lai? Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà được tạo thành là do lúc xa xưa Ngài vì muốn cho chúng sanh thoát khổ được vui, do Ngài đã siêng năng tu lục độ vạn hạnh và hồi hướng công đức mà tạo ra thế giới cực lạc. Chúng ta cũng nên tạo cho được một thế giới cực lạc. Vậy phải tạo như thế nào? Trước hết là chúng ta phải không có thất tình. Thất tình là gì? Đó là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Tức là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn. Khi chúng ta điều phục được 7 thứ tình cảm đó, thì chúng sẽ không thể nào tạo phản giấy loạn nữa. Lúc bấy giờ, tâm chúng ta sẽ thái bình vô sự, chuyện khổ sở gì cũng không còn. Vì sao có khổ sở? Vì tâm không được bình yên. Và nếu không có những chuyện khổ, chỉ toàn thọ hưởng các điều vui, như vậy là thế giới cực lạc của nhân gian rồi. Một khi chưa hàng phục được thất tình, đó có thể vì chúng mạnh mẽ thái quá hay là yếu ớt bất cập, không phù hợp với trung đạo, cho nên chúng ta mới điên điên đảo đảo. Nếu chúng ta hiểu rõ thất tình và có thể hàng phục được chúng, khiến chúng đừng gây sóng gió, tức là chúng ta đã hàng phục được tâm bởi thất tình từ trong tâm sanh ra. Cho nên khi trong lòng quan hỷ hay bực tức, đó đều là vì tâm đang bị xoay chuyển theo cảnh giới. Bây giờ chúng ta đã tìm ra căn gốc, vậy chúng ta sẽ không còn mê hoặc và cũng sẽ làm cho bọn thiên ma ngoại đạo phải hàng phục. Tại sao thiên ma ngoại đạo đến quấy nhiễu tâm mình? Bởi chúng ta đã dùng tâm tình cảm của mình một cách quá độ. Một khi hướng cầu bên ngoài, tâm chúng ta sẽ không an tĩnh. Do đó, chúng ta đã dẫn dắt ma mị vào trong tâm mình để làm chủ nhân ông. Nếu chúng ta nghe theo mệnh lệnh và chịu sự chỉ huy của nó, vậy là chúng ta không còn quyền tự chủ và sẽ làm nô lệ cho nó thôi. Giảng ngày 29 tháng 11 năm 1985. Tu đạo thì không cầu bên ngoài. Ai có thể hàng phục được 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, khiến cho chúng đừng tạo phản, thì người đó chính là Bồ Tát. Ai có thể dọn sạch tình cảm của mình để không còn lôi thôi nữa, thì người đó chính là Bồ Tát. Bồ Tát thì không cười, cũng không khóc. Dù bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Bồ Tát cũng đều tự tại. Không câu thúc, không hoái ngại, không phiền, không não, không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Người học Phật nên phải dụng công phu ngay tại chỗ này. Thiền tông không lấy văn tự làm tông chỉ. Tại vì sao? Vì sợ rằng người sau học chấp trước vào thể tướng của văn tự, rồi sanh ra pháp chấp. Phàm hễ có ngã chấp, pháp chấp thì đều không thể đạt đến tự tại. Con người vì bị phiền não, dòng tưởng áp bức thân tâm, cho nên phải nổi trôi trong dòng sanh tử, trồi lên hợp xuống trong bể khổ, vĩnh viễn không bao giờ ngưng dứt. Quý vị nên tỉnh táo để hiểu rằng, đời người vô thường, quỷ vô thường sẽ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đến lúc bấy giờ thì dạng ban đái bất khứ, chỉ hữu nghiệp tùy hình. Tất cả đem không được, chỉ có nghiệp theo mình. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết Bàn, chứ đâu phải là Ngài ở đời vĩnh viễn. Huống chi phàm phu tục tử như chúng ta lại càng phải đề cao cảnh giác. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta nên mau mau nỗ lực tinh tấn học tập Phật Pháp, như thế mới có thể thoát khỏi dòng sanh tử. Nếu như chúng ta không cố gắng dụng công, vậy chờ đến đại kiếp nào mới được thành tựu đây? Mình nên hiểu được chút nào thì làm chút đó, đừng ham làm những chuyện xa rời thực tế,
chúng ta phải biết rằng bánh vẽ không thể làm cho đỡ đói. Chúng ta hãy trở về bổn địa để chăm sóc ngôi nhà, kho báu vốn có của mình. Hà tất gì phải tìm kiếm ở bên ngoài? Tất cả đều là ở trong tự tánh. Nếu không phải là mất nó, thì là được nó. Không được không mất tức là tự tại. Không tăng không giảm, không đến không đi. Ngay đây chính là nó. Bởi vậy, chúng ta không cần phải tìm cầu ở đâu xa. Như Đại sư Vĩnh Gia đã nói trong Chứng Đạo Ca: tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thì dị thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Nghĩa là tốn pháp tài, dứt công đức, không gì hơn chỉ vì vọng thức. Do vậy pháp thiền không dùng tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí tuệ. Khi chúng ta không dùng tâm ý thức, tức là chúng ta đã hòa hợp với đạo thành một. Vậy còn cái gì để mà phiền phức, hay còn những vấn đề gì nữa đây? Giảng ngày 1 tháng 12 năm 1985. Tốt hay xấu, không động tâm. Người học Phật chớ nên vừa nghe người ta khen mình một câu thì liền vui sướng quá mức. Còn hễ nghe ai nói một câu không tốt về mình thì bèn phiền não đến cực độ. Qua sự biểu hiện đó, chứng tỏ là mình không có định lực. Nếu có công phu về định lực, thời mình sẽ không bị các cảnh giới của bát phong làm lay động. Nói mình tốt thì cũng vậy, nói mình không tốt thì cũng thế thôi. Bất kể là tốt hay không tốt, tất cả cũng đều giống như nhau. Thế thì mình không phải là ngu ngốc hay sao? Không phải đâu, chẳng qua là vì mình không phân biệt nó là tốt hay không tốt, cũng không phân biệt thị phi phải trái. Có người nói, vậy đó không phải là hồ đồ hay sao? Thế thì quý vị không có hồ đồ, vậy quý vị thật đã hiểu rõ chăng? Cũng chưa chắc đâu, nếu quý vị có thể đem cái bất biến ứng phó với cái vạn biến, lấy cái bất động đối phó với cái muôn động, lúc nào hay ở đâu cũng đều ở trong định, như thế quý vị mới thật là đã hiểu rõ. Người thật sự có công phu sẽ không sợ bất cứ gì, thậm chí có người đến giết mình cũng không sợ. Ta dùng cái tâm quang minh chánh đại để làm công việc chung, không sợ kẻ bàng quan phê phán là mình không đúng. Cho nên nói chàng thật không sợ lửa, tâm chánh không sợ bóng nghiêng là vậy. Hiện nay có số người thích xí vào chuyện của người khác, chứ chẳng chịu lo chuyện nhà mình. Những hành vi này thật không thể chấp nhận được. Quý vị hãy tự xét lại coi mình có những thứ tư tưởng như thế không. Giảng ngày 5 tháng 12 năm 1985. Thật thà niệm Phật. Vô thượng thậm thâm chi diệu pháp, bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyệt giải Như Lai chân thật nghĩa. Trong thời đại mạt pháp, ức người tu hành, hiếm lắm mới có một người đắc đạo, duy chỉ nhờ niệm Phật mà được độ. Trong thời đại mạt pháp, dù có 100 triệu người tu hành cũng chưa chắc có được một người đắc đạo. Mai nhờ có pháp môn niệm Phật mà chúng ta có thể thoát khỏi dòng sanh tử ly khổ, đắc lạc và giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bất hạnh sanh vào thời ma cường pháp nhược, nhằm vào thời mạt pháp xa cách Phật quá lâu. Tuy nhiên, trong cảnh bất hạnh, chúng ta lại may mắn gặp được pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là vừa tiết kiệm tiền, lại không tổn phí tinh thần, vừa dễ dàng lại còn thuận tiện. Nhân vì niệm Phật, chúng ta sẽ thành Phật. Vì sao niệm Phật sẽ thành Phật? Bởi vì từ vô lượng kiếp trước, Đức Phật A-di-đà đã phát 48 đại nguyện. Và trong 48 nguyện đó, có một nguyện bảo rằng, nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu ta mà không sanh về cõi Cực Lạc, ta thề sẽ không thành chánh giác. Đức Phật A-di-đà phát ra những nguyện lực này, nguyện đều là nhiếp thọ chúng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng chỉ với điều kiện là chúng sanh phải có lòng tin, tin là thật có Đức Phật A-di-đà đang ngự tại cõi Tây Phương Cực Lạc, mà phát nguyện sẽ sanh về cõi Cực Lạc để làm đệ tử của Ngài, và thật lòng tha thiết xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Chúng ta phải có tính, nguyện và hành. Một khi đầy đủ 3 thứ 4 lương này, tất sẽ sanh về Tây Phương. Thế giới Cực Lạc không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui,
và không có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mặc dù nơi đó có Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Dũng, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Chim Cộng Mạng, nhưng những giống chim đó đều do Đức A-di-đà vì muốn làm cho tiếng Pháp được tuyên lưu mà biến hóa ra. Đây là do cảnh giới biến hóa ra, chứ không phải thật có súc sanh. Cực lạc thế giới không có dạng khổ nung nóng cùng muôn điều ác ngập tràn phiền não như cõi Ta Bà. Cõi cực lạc ngày đêm, sáu thời đều diễn thuyết diệu pháp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng nếu muốn sanh về cõi cực lạc, thì chúng ta phải niệm Phật một cách thành thật. Chúng ta không thể không thật thà niệm. Thật thà niệm là mình nhất tâm niệm Phật, và không màng đến chuyện mình sẽ thành Phật hay không thành Phật, cũng không màng về việc mình sẽ giảng sanh hay không giảng sanh, mà chỉ dụng công niệm Phật ngay tại lúc này. Niệm Phật, niệm cho được chuyên nhất thành thục và nhất tâm bất loạn. Đến lúc sắp lâm chung, Phật A-di-đà nhất định sẽ tiếp dẫn chúng ta về cõi Ngài. Tại sao Đức Phật A-di-đà lại đến tiếp đón những người bình thường như chúng ta? Điều này rất là khó tin. Không sai, đây chính là pháp khó tin. Cho nên không người thưa hỏi mà Đức Phật Thích Ca lại tự nói ra kinh A-di-đà. Bởi vì không ai biết, cũng không ai tin pháp này, cho nên Đức Phật Thích Ca với tấm lòng từ bi, tha thiết đã nói cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng ta biết tu hành theo con đường tắt ở thời mạt pháp đây. Thật thà niệm Phật là miệng niệm Phật, tâm cũng niệm Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng đều niệm A-di-đà Phật. Khẩu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thân hành trì theo hạnh của Phật A-di-đà. Sao gọi là hạnh? Giống như hiện nay, chúng ta đang dự Phật thất. Bất luận là bận như thế nào, chúng ta cũng phải buông bỏ để tham gia Phật thất và phải niệm cho được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là niệm này tiếp theo niệm kia, niệm niệm tương tục. Không phải là mình niệm được một lúc rồi thấy mệt mỏi lại muốn bỏ đi nghỉ. Người mà lười biếng như thế thì không thể nào đắc được niệm Phật Tam Muội, đó gọi là không thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật tức là nhất tâm, nhất ý niệm Phật. Lúc niệm Phật, những chuyện như ăn uống, mặc áo, đi ngủ, mình đều quên hết. Ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ vốn là chuyện thường tình. Đời sống con người không thể rời bỏ được. Mỗi con người, ngày ngày đều không thể thiếu những điều đó. Nhưng khi niệm Phật mà có thể quên được ba chuyện đó, thế thì chúng ta không biết là mình ăn uống, mặc áo hay ngủ nghỉ gì cả. Đó mới chính là thật thà niệm Phật. Nếu chúng ta biết lúc nào mình phải đi ăn cơm, đó không phải là thật thà niệm Phật. Hoặc biết là mình muốn mặc thêm áo khi trời lạnh, đó không phải là thật thà niệm Phật. Hoặc khi ngủ không đủ giấc thì mình muốn đi nghỉ, đó không phải là thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là bất luận đi đứng nằm ngồi gì, mình cũng chỉ biết có sáu chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị niệm thành một chuỗi liên miên không đứt đoạn, cho đến tiếng nước chảy cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng gió thổi cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng chim kêu cũng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Phải niệm cho đến khi Nam Mô A Di Đà Phật và tự chính mình không thể tách rời nhau. Niệm cho đến ngoài Nam Mô A Di Đà Phật không còn cái tôi, ngoài cái tôi lại cũng không còn Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi và tôi hợp thành một. Bấy giờ gió thổi cũng không thấu qua, mưa rơi cũng không lọt vào. Thế là chúng ta đạt được niệm Phật Tam Muội. Nước chảy, gió động đều là diễn thuyết diệu pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đó chính là thật thà niệm Phật. Giả như nước chảy biết là nước chảy, gió động biết là gió động, hoặc nhìn ngang ngó dọc xem các nơi có động tĩnh gì, đó tức là mình không thật thà niệm Phật. Nếu vừa niệm Phật vừa nhìn trước ngó sau như muốn ăn trộm đồ, đó chính là mình không thật thà niệm Phật. Thật thà niệm Phật là niệm nào đều biết niệm đó, niệm tư tại tư, không có vọng tưởng gì, cũng không nghĩ ngợi gì đến ăn ngon hoặc uống trà, chuyện gì cũng quên hết. Đây không có bí quyết gì, chỉ cần quản chế tâm mình trụ lại và đừng vọng tưởng
thì đó là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị không khống chế được tâm mà cứ lo vọng tưởng, thế thì không phải là thật thà niệm Phật. Khi quý vị đề khởi chánh niệm, đó tức là thật thà niệm Phật. Nếu quý vị cứ nghĩ ngợi lung tung và khởi tà niệm, thế là đã không thật thà niệm Phật. Cho nên, niệm Phật một cách thật thà là điều chi diệu không thể nói. Nếu quý vị thật biết niệm Phật thời sẽ đạt được đại tự tại, không người, không ta, không chúng sanh, không thọ giả, và chỉ có tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nói là pháp, hành là đạo. Chỉ nói mà không hành là như đếm tiền của người, mình không được lợi ích chút nào. Hôm nay tôi nói đạo lý này, nếu quý vị hiểu rõ rồi thì phải thật thà niệm Phật, thật thà giữ Phật thất. Đây là thời gian quý báu nhất trong cuộc đời chúng ta, vậy đừng để nó trôi qua một cách luống uổng. Tôi hy vọng quý vị sẽ nỗ lực niệm Phật, đem cả ba tâm kiên trì, chí thành và thường hằng của mình ra để niệm Phật và giữ Phật thất. Giảng ngày 16 tháng 12 năm 1985. Sanh tử như ngủ thức, nhưng vẫn niệm A Di Đà. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Tối đến đi ngủ thì giống như người chết, đến sáng thức dậy giống như người mới sanh ra. Chẳng qua chuyện sanh tử này thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng ta so ra thì dài hơn một chút. Xong, sanh tử thì cũng giống như chuyện ngủ thức mà thôi. Vì sao? Bởi chúng ta có lúc hồ đồ mê muội, có lúc minh bạch sáng suốt. Minh bạch tức là sanh, hồ đồ tức là tử. Cho nên nếu chúng ta có một niệm sáng suốt và với niệm đó là mình đang sống, hễ có một niệm mê muội với niệm đó là mình như đã chết. Đó là thời gian ngắn ngủi tạm bợ của cuộc sanh tử. Bất luận thời gian sanh tử dù ngắn thì cũng vậy, dài cũng vậy, cũng đều là luân chuyển trong dòng sanh tử luân hồi, nổi trôi, chìm hợp chẳng yên. Có lúc chúng ta được sanh vào nhà giàu sang phú quý, có lúc lại sanh vào nhà nghèo hèn bần tiện. Có lúc chúng ta sanh làm trâu, làm ngựa, làm súc sanh, có lúc làm ngạ quỷ hoặc xuống địa ngục. Đây đều là những kiếp luân hồi nổi trôi bất định trong biển khổ sanh tử. Vì sự sanh tử tuần hoàn này không chấm dứt, không khi nào hết được. Đức Phật Thích Ca vì quá tội nghiệp chúng sanh, cho nên Ngài chờ không nổi nữa mà bất vấn tự thuyết. Không ai hỏi mà Ngài tự nói ra pháp môn tịnh độ này. Pháp môn tịnh độ là pháp môn phương tiện rất dễ dụng công, đường đi rất ngay thẳng. Chỉ cần chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật với lòng tin, lòng phát nguyện và tâm thực hành là đủ rồi. Cho nên tính, nguyện, hành là ba món tư lương, là ba thứ lộ phí cần thiết để chúng ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất, chúng ta phải tin Đức Phật A Di Đà, tin thế giới cực lạc, tin pháp môn niệm Phật có thể đưa chúng ta đến cõi cực lạc để diện kiến Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải có lòng tin, chớ nên nói tôi chưa thấy điều đó mà cũng không có chứng cớ gì nên tôi không thể nào tin được. Chúng ta chỉ cần có lòng tin, còn ngoài ra không cần gì khác cả. Kế đến là sự phát nguyện gặp Đức Phật A Di Đà, nguyện sanh về thế giới cực lạc, nguyện tu pháp môn niệm Phật. Sau khi đã phát nguyện, chúng ta phải y chiếu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật mà tu hành. Chúng ta phải lão thật niệm Phật, tức là phải niệm Phật một cách thật thà. Niệm thật nhiều rồi, chúng ta mới có thể trở thành một khối nhất tâm bất loạn và đạt được niệm Phật tam muội. Như thế, chúng ta nhất định sẽ được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới ta bà là cõi muôn cảnh khổ, nung nấu dây quanh, đầy dãy dạng điều dữ ác, cùng những mưu tính hãm hại lẫn nhau, không có lúc nào bình an. Ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì chẳng hề xảy ra những chuyện phiền não hay có những vấn đề gì. Bởi vậy, chúng ta phải mong cầu được sanh về cõi cực lạc, được diện kiến Đức Phật A-di-đà, được quá sanh từ liên qua và đạt được quả vị bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển là vị bất thoái, niệm bất thoái và hành bất thoái. Vị bất thoái là chứng được quả vị không thoái đọa. Niệm bất thoái chuyển là tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thời khắc nào
tâm cũng được thoái chuyển, hành bất thoái, tức tu hành theo pháp môn này, mình cũng không thoái chuyển. Khi quý vị chứng đắc được tam bất thoái này, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Một khi chúng ta có được ba món tư lương, tính, nguyện, hành, rồi thời rất dễ cho ta đi trên con đường diện kiến Đức Phật A-di-đà ở cõi Cực Lạc, bởi vì đó là nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Trong mười phương thế giới, nếu có chúng sanh nào thành tâm niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật, thời người đó lúc lâm chung sẽ được Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về cõi Phật. Khi niệm Phật cũng như là mình đánh điện tính đến thế giới Cực Lạc vậy. Chúng ta niệm Phật một câu là đánh một cái điện tính, niệm Phật hai câu là đánh hai cái điện tính. Mỗi ngày chúng ta đều đánh điện đến Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà ở cõi Cực Lạc cũng có radar, cũng có máy nhận điện tính. Vậy máy radar, máy nhận điện tính là cái gì? Thì là ao sen thất bảo đó. Nếu quý vị niệm Phật một câu, hoa sen lớn lên một chút. Nếu quý vị niệm niệm đều là A-di-đà Phật. Như vậy, hoa sen sẽ to lớn dần như bánh xe. Chờ đến lúc quý vị sanh về cõi Cực Lạc, nhất linh Phật tánh của quý vị và nhất linh chân tánh của quý vị sẽ đến hoa sen này mà quá sanh. Khi hoa sen nở, Phật tánh của quý vị cũng sẽ xuất hiện. Cho nên nói, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Chúng ta mong muốn sẽ được hoa sen thượng phẩm thượng sanh làm cha mẹ. Khi hoa sen nở là chúng ta thấy được Đức Phật A-di-đà và ngộ nhập được vô sanh pháp nhẫn. Lúc bấy giờ chúng ta chứng được bất sanh bất diệt, thoát khỏi sanh tử, được cùng làm bạn với chư vị Bồ Tát bất thối. Khi chúng ta đến thế giới Cực Lạc, bằng hữu và quyến thuộc của chúng ta đều là bạn với các vị Đại Bồ Tát. Cho nên chúng ta ngày ngày cùng nhau giảng kinh thuyết pháp, đều cùng hướng về phía trước mà tiến tới. Giảng ngày 17 tháng 12 năm 1985.